Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 9 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Giá trị sản xuất công nghiệp ở khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng gần 83%. Nhiều mô hình sản xuất nông sản theo hướng sạch, an toàn đã được nông dân trên địa bàn tỉnh áp dụng và mang lại hiệu quả. Một điểm đến lý tưởng không thể bỏ qua khi tiết trời vào xuân, đó là xã Hồng Thái, huyện Na Hàng. Trong phần tin thế giới, Thượng viện Mỹ phê chuẩn dự luật ngăn chính phủ đóng cửa. Nhờ phát huy tốt lợi thế sẵn có, kết hợp với các cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 2 tháng đầu năm nay tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong đó, thì giá trị sản xuất công nghiệp ở khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có sự tăng trưởng mạnh. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chia sẻ với các nhà đầu tư, thời gian qua tỉnh đã luôn quan tâm, lắng nghe và nỗ lực giải quyết những khó khăn vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài. Chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp ở khu vực này tính theo giá so sánh của năm 2010 đã đạt trên 918 tỷ đồng và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là 198%. Mặc dù dự báo vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên với nhiều giải pháp, các doanh nghiệp đang nỗ lực tìm kiếm đối tác với nhiều đơn đặt hàng, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, 150.000 đôi giày là số lượng mà công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất giày Trung Di chi nhánh huyện Sơn Dương sẽ phải sản xuất trong một tháng để kịp cho những đơn hàng năm 2024. Và hiện nay thì người lao động tại đơn vị đang phải tăng ca hơn 3 giờ mỗi ngày để kịp cho những đơn hàng trong năm nay. Xin chị cho biết là tình hình sản xuất của đơn vị cũng như tinh thần làm việc của các chị lúc này ạ. Vâng, tôi rất phấn khởi vì được tăng ca để thêm thu nhập cho công nhân ạ. Còn chị thì sao ạ? Tôi rất mong là trong tháng tới này có nhiều đơn hàng để cho chúng tôi tăng ca để thu nhập cao hơn ạ. 6 đến 7 triệu đồng một tháng là thu nhập bình quân của hơn 1.400 người lao động trong công ty tại thời điểm này. Công nhân của các tổ sản xuất được sắp xếp khoa học hợp lý, đảm bảo tất cả các sản phẩm đạt độ chính xác cao, đáp ứng được những đơn hàng cho đối tác. Mình gắn bó với công ty được 3 năm rồi, thì mình thấy công việc ở đây với lại cái mức thu nhập thì ổn định. Mình xác định sẽ gắn bó với công ty lâu dài. Để làm ra những sản phẩm như thế này, mỗi lao động trước khi vào công ty đều được đào tạo các khâu sản xuất. Theo đánh giá từ phía chủ doanh nghiệp, lao động là người địa phương, học việc nhanh và có tính kỷ luật cao trong lao động. Người lao động ở đây rất nhanh nhẹn, thông minh, có ý thức trong công việc. Hiện công ty đang có nhiều đơn hàng. Tôi rất mong muốn công nhân không xin nghỉ để sản xuất kịp đơn hàng, đảm bảo lương thưởng cho người lao động. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, việc doanh nghiệp nỗ lực đảm bảo các chế độ tiền lương thưởng, thu nhập cho người lao động đã giúp cho họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, tạo động lực cho người lao động gắn bó, tiếp tục đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Với sự nỗ lực vượt khó cùng nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, diện mạo của huyện Sơn Dương đã có nhiều chuyển biến đáng kể. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao hơn. Và đây cũng chính là tiền đề để địa phương này phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Một trong những yếu tố quan trọng giúp huyện thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đó chính là nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Nhiều hộ nghèo đã được hỗ trợ làm nhà ở, ổn định cuộc sống, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Tôi thì được vay nguồn vốn là 50 triệu để phát triển trồng trại, chăn nuôi. Qua quá trình chăn nuôi thì hiện tại đến nay thì cũng gia đình cũng phát triển hơn những thời gian mình chưa được vay vốn đấy. Để nguồn vốn tín dụng đến đúng đối tượng thụ hưởng, hỗ trợ tối đa cho người nghèo vay vốn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sơn Dương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cán bộ phòng giao dịch luôn sát cánh cùng với các hội đoàn thể, tuyên truyền, tổ chức ủy thác vốn vay, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nhanh nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân đã đẩy mạnh đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Đầu tư xây dựng công trình nước sạch, nhà vệ sinh. Các em học sinh sinh viên có thêm kinh phí từ nguồn vốn để trang trải chi phí học tập.
góp phần cùng với địa phương hoàn thành một số chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới như giảm nghèo, giải quyết việc làm, thu nhập bình quân đầu người, giáo dục và vệ sinh môi trường nông thôn. Tính đến nay, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sơn Dương là gần 840 tỷ đồng, với hơn 22.000 hộ được vay vốn lãi suất ưu đãi thuộc 22 chương trình cho vay. Để huyện Sơn Dương đạt chuẩn về đích nông thôn mới năm 2025, thì Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Sơn Dương đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để tham mưu các cái chỉ tiêu, các cái nguồn vốn của Trung ương, đặc biệt là cái nguồn vốn của địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với các đối tượng hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, để đáp ứng được đủ cái nguồn vốn tín dụng chính sách đối với đối tượng thụ hưởng để hộ vay phát triển sản xuất kinh doanh, giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới theo đúng mục tiêu của huyện đã đặt ra. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động phòng giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo cho người nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sơn Dương phấn đấu cùng với địa phương chinh phục được mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Trước nhu cầu ngày càng cao của thị trường, nhiều mô hình sản xuất nông sản theo hướng sạch an toàn đã được nông dân trên địa bàn tỉnh áp dụng và mang lại hiệu quả. Mô hình nuôi vịt thương phẩm, vịt bầu đất an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên được triển khai thực hiện từ năm 2023. So với cách chăn thả tự nhiên trước đây, thì việc áp dụng biện pháp kỹ thuật khoa học đã cho hiệu quả cao hơn, vịt lớn nhanh, ít dịch bệnh, giảm chi phí trong chăn nuôi. Thông qua mô hình, ngoài việc giúp người chăn nuôi thay đổi cách nghĩ trong sản xuất, còn nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Ngay từ đầu năm thì xã cũng đã xác định về cái tiêu chí giảm nghèo, tiêu chí thu nhập là một cái tiêu chí khó khăn của xã. Thế nhưng mà trên cái cơ sở mà có cái mô hình phát triển này thì đã tạo cho cái việc phát triển kinh tế ở các hộ trên địa bàn xã nói chung cũng như là các hộ nuôi vịt chăn nuôi mô hình như ngày hôm nay. Tính đến nay, tỉnh Tuyên Quang có hơn 200 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên. Các huyện thành phố trong tỉnh đã quy hoạch các vùng nguyên liệu đặc sản, phát triển ngành nghề nông thôn, hình thành nhiều sản phẩm ô cốp gắn với vai trò như một đại sứ, truyền tải những câu chuyện sản phẩm mang tính nhân văn của vùng biển. Việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó cốt lõi là đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững thông qua việc đa dạng hóa cây trồng vật nuôi theo nhu cầu thị trường và xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, liên kết sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm gắn với đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ. Để đảm bảo cái việc sản xuất ra những cái sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng và đặc biệt là bây giờ quan tâm đến sản phẩm sạch, thì hiện nay bản Yên Sơn đã thực hiện các cái sản phẩm theo cái sản xuất theo định hướng hữu cơ cũng như sản phẩm theo IPM, và đặc biệt những cái sản phẩm đó thì đã mang lại những cái sản phẩm sạch cho người tiêu dùng, và đặc biệt là tất cả sản phẩm trên địa bàn huyện Yên Sơn trước khi đưa ra thị trường thì đều được gắn tem nhãn cũng như chứng nhận gốc, và cũng như là đã được chứng nhận các sản phẩm ô cốp và cũng như là sản phẩm biogas. Để sản xuất nông nghiệp sạch ở Tuyên Quang thực sự phát triển, cùng với sự thay đổi tư duy sản xuất của người dân, thì việc xây dựng thương hiệu cho nông sản, mời gọi, thu hút các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp cùng tham gia sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn quy chuẩn sẽ góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Thực hiện chương trình xóa nhà ở tạm dột nát cho các hộ nghèo, thành phố Tuyên Quang đã tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình đề án và sự đóng góp của các tổ chức cá nhân, cộng đồng để giúp cho các hộ nghèo an cư, lạc nghiệp. Niềm vui đã đến với nhiều hộ nghèo ở làng Dùm, tổ 11, phường Đông Tiến, trong đó có gia đình anh Lý Văn Nguyên khi được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia để làm nhà. Cùng với sự giúp đỡ của địa phương, họ hàng và nguồn vốn hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng, gia đình anh đã hoàn thành được ngôi nhà mơ ước của mình. Năm mới, niềm vui mới là động lực giúp gia đình anh vươn lên trong cuộc sống. Trước đây ở cái nhà nó cũng sụp sẹp lắm, lợp bằng lá, rồi mưa gió nó cũng vất vả. Toàn mưa dột đến ngủ đêm hôm, nó mưa gió còn phải dậy, chạy. Khi được nhà nước hỗ trợ tiền làm được ngôi nhà này,
Bây giờ mưa nắng thì nó cũng yên tâm rồi. Bây giờ cũng chỉ lo là phát triển là kinh tế thôi. Cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm. Năm vừa qua, trên địa bàn thành phố đã có 22 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà ở với số tiền trên 1 tỷ đồng. Mỗi ngôi nhà ở mới kiên cố được hoàn thành đã đem lại niềm vui rất lớn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thêm các hộ gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Mặt trận Tổ quốc phường thì phối hợp với Ủy ban dân và các cái tổ chức xã hội hàng năm rà soát các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo và xem nhu cầu đăng ký của các hộ gia đình về làm nhà mới trong năm. Và thứ hai nữa là khi có kết quả đấy, chúng tôi mặt trận, các đoàn thể và chính quyền hết là vận động gia đình và dòng họ anh em mà giúp đỡ hộ nghèo làm nhà là cái đầu tiên. Cái thứ hai là hỗ trợ từ cộng đồng và nhà nước của các cấp các ngành. Thì những cái việc này chúng tôi thường xuyên làm, thì qua tuyên truyền vận động người dân cũng ý thức được và cũng nhận thức cái trách nhiệm với xã hội, với gia đình và cái tự giác chủ động trong công tác làm nhà nghèo của gia đình mình. Trong năm 2024 thì đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhân dân phường thì cũng sẽ phối hợp rà soát xem là những cái hộ gia đình có nhu cầu tiếp tục làm nhà mới theo những cái chương trình đề án đó để có những cái phương án, những cái hỗ trợ các gia đình theo những cái đề án tiếp theo để các hộ sẽ phấn đấu là trong hết năm 2025 là trên địa bàn phường là không còn nhà tạm, nhà rột nát nữa. Xóa nhà ở tạm, rột nát là một trong những chủ trương có ý nghĩa an sinh xã hội rất lớn, góp phần đảm bảo an cư lâu dài cho người dân. Nhà mới, cuộc sống mới, suy nghĩ mới cũng là cơ sở để mỗi hộ dân còn khó khăn bắt đầu thay đổi cuộc sống. Trong phần tiếp theo của chương trình, một điểm đến lý tưởng không thể bỏ qua khi tiết trời vào xuân, đó là xã Hồng Thái, huyện Na Hàng. Danh sách chứng chỉ được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngày 9 tháng 3 tại huyện Sơn Dương, đoàn công tác của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên các huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm. Tại hội nghị, các đơn vị đã đi sâu vào những vấn đề đang được quan tâm, đó là tuyển sinh học viên các lớp liên kết đào tạo, mở rộng các lớp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, công tác định hướng, hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp cho học viên. Trên tinh thần hợp tác chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để vận dụng vào thực tế hoạt động của đơn vị, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại địa phương. Nhân dịp này, hai cá nhân thuộc huyện Sơn Dương đã được nhận bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023. Một tập thể hai cá nhân đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Nằm trong khuôn khổ chương trình lễ hội Hương sắc Na Hàng năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Na Hàng đã tổ chức hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc huyện Na Hàng tại xã Hồng Thái. Tham gia hội thi, các thí sinh đến từ 12 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã trình diễn trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, thể hiện những nét văn hóa truyền thống độc đáo, mang đặc trưng riêng. Hội thi được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, khơi dậy khát vọng, niềm tự hào dân tộc, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ và nhân dân được giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống con người Na Hàng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Ban tổ chức đã trao giải cho các đội có phần trình diễn xuất sắc nhất tại hội thi. Với tinh thần khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, sáng nay huyện Hàm Yên đã tổ chức khai mạc Hội Khỏe Phù Đồng lần thứ 10 năm 2024. Hội Khỏe Phù Đồng huyện Hàm Yên năm nay diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 3 với trên 870 vận động viên, trong đó bậc trung học cơ sở có 620 vận động viên tham gia thi đấu ở 7 môn: điền kinh, bóng đá, cầu lông, vô vi nam, võ cổ truyền, đẩy gậy, cờ vua. Bậc tiểu học có 252 vận động viên tham gia thi đấu ở 3 môn: bóng đá nam, điền kinh, cờ vua. Các vận động viên tham gia được lựa chọn từ Hội Khỏe Phù Đồng cấp cơ sở. Đây là dịp để các vận động viên trẻ gặp gỡ, trao đổi, đua tài với mục tiêu nhanh hơn, cao hơn, xa hơn, từ đó phát hiện và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển những tài năng thể thao trong phong trào thể dục thể thao, học đường. Qua đó lựa chọn các vận động viên có thành tích cao tham gia Hội Khỏe Phù Đồng cấp tỉnh.
Hội khỏe Phù Đồng là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao trong học sinh các trường học. Và đây cũng là sân chơi lành mạnh để các em thể hiện tài năng của mình, chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đồng cấp tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới. Trên 1.000 vận động viên là học sinh tiêu biểu được lựa chọn từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Tuyên Quang tham gia Hội khỏe Phù Đồng lần thứ 10. Năm nay Hội khỏe Phù Đồng được tổ chức quy mô và chất lượng hơn, thu hút nhiều học sinh ở tất cả các trường học tham gia. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng, các trận đấu diễn ra đầy sôi động và hào hứng. Vận động viên tranh tài ở các môn bóng đá, cầu lông, điền kinh, đẩy gậy, cờ vua, võ cổ truyền và võ vua vi nam. Ai cũng cố gắng thi đấu hết mình để đạt thành tích cao nhất. Hôm nay em được vinh dự khi mà tham gia Hội khỏe Phù Đồng thành phố Tuyên Quang lần thứ 10. Thì em đã tham gia môn đẩy gậy. Một môn học này có thể giúp cho em rèn luyện sức khỏe, ổn định tinh thần, cũng giúp như là chúng em học tập tốt hơn ạ. Hôm nay em được tham gia Hội khỏe Phù Đồng, em cảm thấy đây là một sân chơi rất là bổ ích dành cho mọi người và giúp em học tập và rèn luyện tốt hơn ạ. Hội khỏe Phù Đồng thành phố Tuyên Quang lần thứ 10 là dịp tăng cường hoạt động rèn luyện, thi đấu thể dục thể thao trong các nhà trường. Đây cũng là ngày hội thể thao lớn nhất của tuổi trẻ học đường trên địa bàn, nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời khơi dậy tiềm năng thể dục thể thao ở lứa tuổi học sinh, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ở các nhà trường. Hội khỏe Phù Đồng là một cái sân chơi rất là bổ ích, thiết thực cho tất cả các bạn học sinh của chúng ta có cái cơ hội tập luyện, rèn luyện và cũng là một cái dịp để giao lưu cho các con và để các con có thể trưởng thành hơn. Và bên cạnh cái việc rèn luyện sức khỏe của mình, và từ đó là cũng tạo một cái môi trường học tập rất là tốt cho các bạn học sinh trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động thu hút được rất đông các em học sinh tham gia, góp phần tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất tham gia Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Tuyên Quang lần thứ 11. Thưa quý vị và các bạn, một điểm đến lý tưởng không thể bỏ qua cho du khách khi tiết trời mùa xuân, đó là tại xã Hồng Thái của huyện Na Hang. Những ngày này thì Hồng Thái được phủ lên mình một tấm áo màu trắng tinh khôi, đó chính là sắc trắng của hoa lê giữa đại ngàn. Và xin mời quý vị và các bạn hãy cùng phóng viên chúng tôi trải nghiệm và thưởng thức được hết vẻ đẹp của mảnh đất huyền thoại này. Đến Hồng Thái thời điểm này, chúng ta sẽ được hòa mình vào sắc trắng của hoa lê. Hiện nay thì tôi đang có mặt tại tuyến đường hoa lê đã được xác lập kỷ lục tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam. Và bây giờ là không khí cực kỳ là náo nhiệt. Du khách thập phương đến đây để ngắm hoa lê cũng như được trải nghiệm những hoạt động văn hóa của đồng bào dân tộc ở Hồng Thái. Tôi nghe cũng rất là nhiều về cái sắc hoa lê của Hồng Thái. Thì đúng là lần đầu tiên hôm nay tôi được đặt chân lên đến đây. Thứ nhất là cảm nhận con người ở Tuyên Quang cũng như là chỗ Hồng Thái là rất là thân thiện, cởi mở. Và cái không khí hôm nay thì thật là tuyệt vời. Đến với được chiêm ngưỡng cái sắc hoa lê thật sự là rất là ngút tầm mắt. Tôi rất là thích và cảm thấy là rất là mến Tuyên Quang và cái vùng đất của Hồng Thái, Na Hang như thế này. Một địa điểm chúng ta khó có thể bỏ qua đó là vườn lê xim tím. Hiện nay thì vườn lê đang nở trắng xóa cũng như là sắc tím của màu hoa xim. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm vườn lê xim tím để cùng nhau ngắm cảnh cũng như là chụp cho mình những bức ảnh đẹp nhất nhé. Được ví như Sapa thu nhỏ, Hồng Thái nằm cách trung tâm thành phố Tuyên Quang 160 km. Nằm ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển. Nhiệt độ trung bình của năm 20 độ C. Nơi đây, với không gian cảnh quan tuyệt đẹp cùng những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Giao Tiền đã tạo ra điểm nhấn và sức hút về du khách. Không khí ở đây rất là trong lành. Thứ hai nữa là hoa nở rất là nhiều và rất là đẹp. Ở đây cũng có rất nhiều du khách đang đến để chụp ảnh và tìm những góc cảnh view đẹp nhất để chụp cho mình những bức ảnh thật đẹp. Sắc trắng hoa lê đang nở trắng rừng Hồng Thái. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy đến Hồng Thái thời điểm này để chụp cho mình những bức ảnh đẹp nhất. Tin trong nước, Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ phê duyệt
chủ trương nhập điện và cho phép đấu nối lưới vào nhà máy điện gió Trường Sơn từ Lào về Việt Nam. Tại công văn trình Chính phủ ngày 6 tháng 3, Bộ Công Thương đánh giá nhập khẩu điện từ dự án điện gió Trường Sơn Lào công suất 250 MW về Việt Nam phù hợp chủ trương nhập khẩu điện theo hiệp định ký kết giữa chính phủ hai nước. Tổng công suất nguồn điện tại Lào được duyệt chủ trương nhập khẩu đến năm 2025 khoảng 1.977 MW, thấp hơn quy mô 3.000 MW theo hiệp định đã ký, theo EVN. Việc nhập khẩu và đấu nối đường dây 220 kV cũng được Bộ Công Thương nhìn nhận là phù hợp với quy hoạch điện 8. Bộ Công Thương đánh giá nhập khẩu nguồn điện từ Lào về Việt Nam là cần thiết, sẽ tăng khả năng đảm bảo cung ứng, giảm nguy cơ thiếu điện trong miền Bắc năm 2025 và các năm tiếp theo. Theo số liệu của bấtđộngsản.com.vn, đất nền và đất dự án tại hai thị trường lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có mức độ quan tâm tăng mạnh hơn cả chung cư, nhưng theo đơn vị dự báo cho rằng thì ít nhất phải đến quý 2 của năm nay thì phân khúc này mới phục hồi sức cầu. Phân khúc này sẽ không có tình trạng nóng sốt ồ ạt như trước đây. Giao dịch chủ yếu cũng chỉ xuất hiện ở một số khu vực nhất định, chưa lan rộng. Phải đến năm 2025 trở đi, thị trường đất nền mới bước vào chu kỳ tăng giá. Những tháng đầu năm, nhiều giao dịch đất nền đầy đủ pháp lý, giá dưới 2 tỷ đồng chốt thành công trở lại đã được ghi nhận. Những người mua bán đất nền giai đoạn này đều là những người vừa mới đáo hạn tiền gửi tiết kiệm và có số vốn khoảng từ 1 đến 2 tỷ đồng. Tin thế giới, ngày 9 tháng 3 giờ Việt Nam, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật chi tiêu trị giá 467,5 tỷ đô la Mỹ cho một số cơ quan chính phủ. Động thái diễn ra chỉ vài giờ trước khi nguồn tài trợ hiện tại đã hết hạn, qua đó ngăn chặn được nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần. Dự luật trị giá 467,5 tỷ đô la Mỹ đã được Thượng viện Mỹ thông qua với tỷ lệ 75 phiếu thuận và 22 phiếu chống. Gói chi tiêu này sẽ tài trợ cho lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải, nhà ở, năng lượng, hỗ trợ cựu chiến binh và các chương trình khác cho đến cuối tài khóa 2024, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 tới. Hiện dự luật đã được gửi đến Tổng thống Joe Biden để ký ban hành thành luật. Trước đó, ngày 7 tháng 3, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát cũng đã thông qua dự luật này. Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này sẽ có các biện pháp cải thiện lương và điều kiện làm việc cho các bác sĩ trẻ nhằm giải quyết khúc mắc chính trong các cuộc đình công của ngành y gần đây ở nước này. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết việc các bác sĩ trẻ phải làm việc liên tục trong 36 giờ hiện nay là một phần nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình đình công của họ và thực trạng này cần phải được thay đổi. Hơn 10.000 bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú đang đình công phản đối kế hoạch của chính phủ Hàn Quốc tăng số lượng tuyển sinh vào trường y lên 2.000 sinh viên mỗi năm nhằm giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ ở nước này. Được biết Hàn Quốc có dân số già hóa nhanh nhất thế giới. Các bác sĩ đình công lập luận rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh viên y khoa sẽ không giải quyết được vấn đề lương và điều kiện làm việc, thậm chí có thể khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Liên minh châu Âu cùng với Mỹ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dự kiến sẽ mở hành lang viện trợ vào đường biển giữa đảo Sip và dải Gaza vào cuối tuần này. Động thái trên nhằm đưa hàng cứu trợ đến với người dân ở dải Gaza. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết một hành lang viện trợ đường biển có thể bắt đầu hoạt động giữa quốc gia Địa Trung Hải và Gaza vào cuối tuần này. Hoạt động này là một phần nhằm thúc đẩy các nỗ lực của phương Tây để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza. Tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch cho quân đội Mỹ xây dựng một bến tàu tạm thời trên bờ biển Địa Trung Hải của Gaza. Ngoài ra, một quốc gia khác là Anh sẽ hợp tác với Mỹ và các nước đối tác liên quan để mở hành lang trên biển, chuyển hàng cứu trợ trực tiếp đến Gaza. Nỗ lực thiết lập một tuyến đường biển để chuyển hàng cứu trợ được thúc đẩy trong bối cảnh nạn đói đang hoành hành khoảng 2,3 triệu người dân Gaza. Cảnh sát Tây Ban Nha đã triệt phá một đường dây làm giả tác phẩm nghệ thuật tình nghi đã bán các bức tranh nhái, các tác phẩm của nghệ sĩ đường phố người Anh Banksy. Trong đó, có một số tranh có giá trên 1.500 euro, tương đương với 1.640 đô la Mỹ. Trong thông báo, các cơ quan cảnh sát tại vùng Catalonia cho biết các nhân viên an ninh đã đột kích một xưởng sao chép tranh bên trong một căn hộ ở thành phố Zaragoza. Những bức tranh giả mạo này sau đó được đưa đến các nhà đấu giá.
cửa hàng đồ cổ hoặc bán trên các nền tảng trực tuyến. Các nhà điều tra đã thu giữ 9 bức tranh giả mạo và ghi nhận ít nhất 25 vụ bán tranh giả cho người mua ở Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sĩ, Mỹ và Scotland. Cập nhật. Bộ Giáo dục mới đây đã công bố danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm được áp dụng từ năm 2024. Năm nay ngoài chứng chỉ IELTS và TOEFL, thí sinh có chứng chỉ B1, TOEIC 4 kỹ năng, Aptic Exxon, Person English International, Certificate Level 2 và chứng chỉ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam sẽ được tính 10 điểm tiếng Anh và miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ. Với 5 ngoại ngữ còn lại là tiếng Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, các chứng chỉ dùng để miễn thi tương tự năm ngoái. Ngoài ra, thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được miễn thi ngoại ngữ. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 vào cuối tháng 6. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo.